Mai Davika khoe ảnh chơi cùng bé heo, dân tình dán mắt vào body xịt máu mũi, eo nhỏ đến mức Blackpink cũng phải chào thua. Ma nữ đẹp nhất hành tinh Thái Lan Mai Davika đang khiến cho người hâm mộ Việt Nam suýt xoa vội bộ ảnh cực kỳ đáng yêu, khoe trọn vẹn nhan sắc và vóc dáng đẳng cấp của cô nàng. Đăng loạt tấm hình đưa bé heo cưng ra biển chơi, Mai Davika chiếm trọn sự quan tâm và chú ý nhờ nhan sắc rạng rỡ, body đẹp đến từng centimet. Đặc biệt ở góc nghiêng, vòng eo nhỏ đến mức khó tin của nữ minh tinh khiến dân tình choáng nặng. Nhiều người cho rằng Mai Davika chính là sao nữ có vòng eo nhỏ nhất châu Á, đến các thánh body Blackpink cũng phải chào thua. Xem xong loạt ảnh này, netizen mới hiểu vì sao Mai Davika là ngọc nữ hạng A của làng giải trí TPIT. Không chỉ vậy, nàng ma nữ cũng nhận được hàng triệu lượt thả tim với bộ ảnh diện áo tắm tím lịn tím xim, khoe body mảnh mai cùng cơ bụng săn chắc. Nét đẹp sắc sảo, thân hình hoàn mỹ, không biết Mai Davika đã hấp hồn bao nhiêu fanboy lẫn fangirl rồi đây.